Huawei thêm 90 ngày mua hàng Mỹ. Theo các nguồn tin của Reuters, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ gia hạn thời gian cho Huawei Technologies để họ có thể tiếp tục mua vật tư từ các công ty Mỹ và phục vụ cho các khách hàng hiện tại. Nguồn tin này cho biết, giấy phép chung tạm thời này sẽ được gia hạn cho Huawei thêm 90 ngày nữa. Bộ Thương mại Mỹ từng cho phép Huawei mua hàng hóa của Mỹ trong tháng 5, một thời gian ngắn sau khi đưa công ty vào danh sách đen, nhằm giảm thiểu sự gián đoạn cho các khách hàng của họ. Với nhiều công ty đang vận hành các mạng lưới ở vùng nông thôn nước Mỹ, Việc gia hạn thời gian này sẽ làm mới một thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 tới đây, để công ty Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì các mạng viễn thông hiện tại và cung cấp các bản cập nhật phần mềm cho thiết bị cầm tay của Huawei. Giấy phép cho Huawei dường như đang trở thành con bài mặc cả quan trọng cho Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Nó liên tục thay đổi và vì vậy, theo nguồn tin từ Reuters, quyết định tiếp tục gia hạn cho Huawei có thể thay đổi trước khi hạn chót vào thứ hai tuần tới đến. Tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc điện đàm thảo luận về Huawei vào cuối tuần này.